Ôi. Đây phổ biến cho anh Dương sẽ giữ cái lon. Ai tặng cái lon ra khỏi đây. Rồi đây, anh em bắt đầu đi. Chạy về thôi, chạy về.
Ờ đúng rồi đó. Rồi chạy chạy. Ê Long Ngạ kìa, Long Ngạ. Hẹo ca Dung rồi. Ê cướp, cắt đầu lên. Cắt đầu, cắt đầu. Đúng rồi. Đó. Đó. Anh Dương 50 ngàn. Trong lúc Long Ngạ là mình được cảm giác chạy về đó. Anh đã cầm dép là coi như là anh bị bắt rồi đó, anh phải chạy về. Đứng ở giữa nè, đứng giữa quay đẹp hơn. Gì? Đứng giữa để quay góc gì đẹp hơn? Sợ xe thôi. Anh đây đẹp, anh phải cho con đó giữa. Nè nè, cầm cho em đấy. Đứng đàn hả? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Gì à?
cứ dùng bị hoài vô á. Ngu quá ghê mày. Rồi đúng rồi, xa hơn rồi. Ghê ghê. Lúc ném chạy đi, lúc ném chạy đi ghê. Một người lớn. Don't give up on me.